棒。贝贝灯。哇哦，làm xong rồi, mình làm xong lâu đài cát rồi. Ôi, mình đói bụng quá. Mình nên về nhà thôi.Chơi vui không con? Dạ, con đã làm lâu đài cát và đường hầm nè. Wow, món yêu thích của mình là bánh cá, phải ăn ngay thôi. Khoan, cá mập con, phải rửa tay trước khi ăn nào. Tay con đầy vi khuẩn đó. Nhưng con không muốn đâu, con muốn ăn mà, một cái thôi mà. Ngoan nào.Mẹ đi với con nhé. Không, con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con ơi, con đâu rồi? Mẹ vừa thấy con chạy vào đấy mà. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và tìm xem cái đuôi cá màu vàng là đuôi cá mập con.Có phải cá mập con không? Ồ, là kem đánh răng. Cá mập con có ở đây không ta? Ồ, thì ra là một cái máy sấy tóc. Cá mập con đi đâu mất rồi? Thấy con rồi, cá mập con.Con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con à, nếu con không chịu rửa tay, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh cho con đó. Hãy cùng nhau hát và đùa vui trong khi chúng ta cùng rửa tay nhé con. Cùng rửa tay, du 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 du. Cùng xà bông, du 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 du. Sạch và thơm, du 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 du. Hãy rửa tay. Wow! Vui quá mẹ ơi. Giờ tay của con sạch sẽ rồi nè. Thấy không? Tay sạch sẽ là mình cảm thấy dễ chịu. Ồ, cá mập con. Mẹ nghĩ con cũng nên rửa mặt đó. Rửa mặt sao? Không, con không muốn rửa mặt đâu. Ồ, cá mập con.Cá mập con ra đây một chút được không? Ủa, mình nghĩ cá mập con đang đâu đây thôi. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và tìm xem chiếc đuôi cá màu vàng là đuôi cá mập con. Bà sẽ tìm được con thôi. Con đấy rồi. Ủa, là một chú vịt vàng sao?Thấy con rồi, cá mập con à. Ba à, con không muốn rửa mặt đâu. Nhưng mà rửa mặt xong sẽ sảng khoái lắm đó. Để ba giúp con. Rửa mặt thôi, tu du du tu du. Cùng xà bông, tu du du tu du. Sạch và thơm, tu du du tu du. Hãy rửa mặt. Wow. Ha 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 ha.Thế sao nào, cá mập con, sảng khoái đúng không? Dạ, mặt con đẹp hơn nhiều rồi nè. Sao con không đi tắm luôn, cho sạch hơn nè. Cả người con toàn là vết bẩn kia kìa. Con không thích đi tắm chút nào.Ôi trời ơi!Con xin lỗi ông, con không cố ý đâu. Cá mập con, cả người con toàn là bùn đất kìa. Con nhảy vào bồn như vậy giờ nước dơ hết rồi. Hãy mau đi tắm với xà bông cho sạch đi con. Ờ, con không thích đi tắm đâu. Cá mập con, theo ông nào.
mình đang ở trong phòng tắm. Ô, bồn tắm bị mất của ông nè. Cá mập con, hãy chà rửa bằng xà bông nào. Còn đây tắm châu đâu đâu tôi đâu còn xà bông, châu đâu đâu tôi đâu sạch và thơm, châu đâu đâu tôi đâu đi tắm thôi. Uhu. Cá mập con, giờ con sạch sẽ rồi đó. Dạ, con thấy thật sảng khoái. Thật là vui. Ôi không, cá mập con, ông nghĩ con phải đi đánh răng thôi. Cùng bơi sang bên kia nào. Ba ơi, cá mập con tới rồi. Hả? Cá mập bà đâu mất rồi? Còn ông đi tìm cá mập bà nhé. Nè bà ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Tôi ở đây nè. Hả? Ở đâu? Con không thấy bà. Bà đây. Bà ơi, nãy giờ bà ở đâu? Bà, bộ trang phục gì đây? Tôi hóa trang thành bà tiên răng. Thấy sao nè? Cá mập con đã đánh răng chưa nào? Bà ơi, con thật sự phải đánh răng sao ạ? Tất nhiên, cá mập con, nhìn nè, ta dùng bạc chải nè, rồi đánh thật đều lên răng, để loại bỏ hết vi khuẩn nè, và rồi răng chúng ta sẽ khỏe đẹp hơn. Con đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau đánh răng nha. Cùng chải răng, tu 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 cùng bàn chải, tu 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 thật đều nha, tu 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 chải răng nào. Wow! Wow, cá mập con, răng con sáng bóng rồi kìa. Thật ạ, à. À, thật thoải mái. Cùng rửa tay, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, hãy rửa tay. Rửa mặt thôi, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, hãy rửa mặt. Cùng đi tắm, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, đi tắm thôi. Cùng chải răng, chư đu 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 đu, cùng bàn chải, chư đu 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 đu, thật đều nhé, chư đu 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 đu, chải răng nào. Wow, mình thật sạch và sáng bóng. Cá mập con, trông con sạch sẽ hơn rồi đó. Con có thể ăn bánh được rồi, giờ tay con sạch rồi mà. Yay, giờ con có thể ăn chiếc bánh thơm ngon này và sẽ đi đánh răng lại sao? Ôi bẩn quá, đi tắm thôi. Hay cùng tắm thôi nào, hay cùng tắm thôi nào. Ngâm nước, ngâm nước. Ở đây
tiền của tôi mất hết rồi. Vàng bạc châu báu của tôi cũng vậy. Sách của tôi mất rồi. Đồ ăn của tôi nữa. Và đồ chơi cũng mất hết rồi. Tôi nghĩ chắc là do gia đình cá mập trộm cắp đã làm. Gia đình cá mập trộm cắp? Đúng vậy, gia đình cá mập trộm cắp đã trốn khỏi nhà tù tối hôm qua. Những thành viên của gia đình này là những sinh vật xấu xa nhất đại dương. Ta phải bắt và cho chúng lại vào tù. Gia đình cá mập trộm cắp trông như vậy đây. Trông chúng khá là giống gia đình chúng tôi, có phải không? Thật vô lý. Màu sắc thì giống nè, nhưng nhìn bọn chúng thật xấu xa. Đúng vậy. Và chúng còn có sọc nữa. Chúng ta phải nhớ đặc điểm này để tìm ra chúng nhé. Các bạn, sao chúng ta không cùng nhau đi bắt gia đình cá mập trộm cắp nào? Cá mập trộm cắp, ta không biết các ngươi trốn ở đâu, nhưng ta sẽ bắt được các ngươi. Các bạn ơi, cùng tìm tên trộm cá mập mẹ trước nào. Hãy nhớ, hắn ta có màu hồng và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Cá mập trộm cắp, bắt lấy nào. Ôi, Ping Phong, là tôi, cá mập mẹ mà. Tôi cũng đang tìm tên trộm cá mập mẹ đây. Cùng nhau tìm lại nào. Đúng là cá mập mẹ rồi. Mình xin lỗi. Cùng tìm lại nào. Tên trộm cá mập mẹ đang ở đâu? Ồ, đây rồi. Đứng yên, tên trộm cá mập mẹ. Ôi không, bị bắt rồi. Hãy thả tôi ra. Tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ trả lại tiền lấy cắp mà. Tôi không thích ở trong tù đâu. Các bạn ơi, mình nghe nói tên trộm cá mập bà hay xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tìm thật kỹ nhé. Hãy nhớ, hắn ta có màu xanh và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Để mình dùng ống nhòm xem sao. Có ở đây không ta? Mình chỉ thấy có cá sọc thôi. Còn ở kia thì sao? Cá heo, bạch tuộc và cá voi. Mình cũng không thấy tên trộm cá mập ba ở đây luôn. Mình không nghĩ hắn ta trốn ở đây đâu. Cùng tìm chỗ khác nào. Hả? Bạn vừa thấy hắn sao? Ôi, đừng lừa mình chứ. Mình có thấy đâu. Hả? Bạn thật sự thấy hắn sao? Ở đâu? Bắt được tên trộm cắp mập ba rồi. Giỏi lắm các bạn. Mở cửa ra cho ta mau. Ta chán ở trong tù lắm rồi. Có gì đó đáng nghi ở đây. Mình chắc tên trộm cá mập bà đang trốn đâu đây thôi. Các bạn có nghĩ giống mình không? Cùng tìm ra tên trộm cá mập bà nha. Hắn ta có màu cam và sọc đen. Được chứ. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Tìm được rồi, màu cam và sọc đen. Rồi,
Nhìn ta giống ăn trộm lắm sao? À không, xin lỗi bạn hộ nhé. Tìm lại nào. Có cái đuôi chuyển động kia kìa. Mọc cam và sọc đen. Mình chắc đó là tên trộm cá mập bà. Tìm được rồi, tên trộm cá mập bà. Oh, bị bắt rồi. Lần này ngươi may mắn đó. Ta mà trốn kỹ hơn thì ngươi đừng hòng mà tìm được ta. Mình nghĩ tên trộm cá mập con đang trốn đâu đây thôi. Cùng tìm ra hắn ta nào. Ta cần tìm màu vàng, có sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Hả? Là kem sao? Không, mình không muốn ăn kem đâu. À ha, các bạn muốn dùng kem để dụ hắn ta ra sao? Ý này hay đó, các bạn. Kem ngon quá đi. Mình sẽ ăn hết kem luôn. À... Kem sao? Là kem của ta mà. Trả lại cho ta nhanh. Bắt được rồi. À, ơi không. À, mẹ ơi, ba ơi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ta đã bắt được hắn rồi. Nhờ các bạn đó. Ping Phong, Ping Phong. Hả? Ping Phong, có thứ gì đó lạ đang nổi trên mặt biển kìa. Lại đây xem nào. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Hả? Cái gì đây? Tôi nghĩ tên trộm cá mập ông đang trốn ở đây đó. Phiên phong, các bạn, cùng tìm kỹ nào. Được rồi, tìm thôi. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Khoan đã. Ai đó xả rác xuống biển và rác đã trôi ra tới đây. Các bạn nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé. Cùng dọn rác nào. Mình không nghĩ là... Hắn ta kia rồi. Cẩn thận lại gần nào. Cùng mình đếm đến ba nha. Một, hai, ba. Bắt được rồi. Tên trộm cá mập ông đã bị bắt. Ôi, nghe không? Thả ta ra ngay. Có phải mày ta đã ăn cắp thứ gì đó không? Ta có lấy cái gì nhiều đâu. Tại sao lại bắt ta chứ? Mở cửa ra mau. Thả ta ra. Các người đã lấy cắp đồ của chúng tôi. Các người phải bị trừng phạt. Đúng vậy, cá mập trộm cắp xấu xa. Ta sẽ nhốt các người vào nhà tù nghiêm ngặt hơn để các người không trốn được nữa. Cảm ơn cảnh sát Ping Phong. Đúng vậy, cảm ơn Ping Phong. Nhờ bạn mà chúng tôi đã lấy lại được đồ bị mất. Không có chi, đó là công việc của tôi mà. Hả? Cái gì? Tên trộm Ping Phong? Bắt tên trộm Ping Phong mau. Hôm nay Ping Phong sẽ chơi với gia đình cá mập con. Ping Phong lặn sâu xuống dưới biển. Gia đình cá mập không có ở nhà. Họ đâu nhỉ? Cá mập con, bạn đâu rồi? Mọi người đã đi đâu rồi?
Ồ, cá mập con đã để lại lời nhắn cho Ping Pong. Ping Pong, chúng em đang chơi trò trốn tìm. Tìm bọn em đi. Cùng nhau đi tìm gia đình cá mập nhé. Hãy tìm cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi xanh, cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi xanh, cá mập ba. Ồ, đây rồi. Khô, tôi là sư tử biển. Bạn sẽ nghe tôi chơi violin chứ? Đó có phải là cá mập ba không? Chào Ping Pong, bạn sẽ chơi với tôi chứ? Đó là bạn cá heo. Tìm cá mập ba một lần nữa nào. Ồ, mình nghĩ mình đã tìm thấy cá mập ba rồi. Chính xác, tôi đây, cá mập ba. Cá mập ba du 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 cá mập ba. Hãy tìm cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ? Hồng đuôi cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ? Hồng đuôi cá mập mẹ. Ồ, Ping Pong, sẽ tốt hơn nếu bạn là một hoàng tử. Rất tiếc, xin lỗi nàng tiên cá. Tìm cá mập mẹ một lần nữa nào. Và bạn là... Làm tốt lắm, Ping Pong. Bạn đã tìm thấy tôi. Cá mập mẹ, tu 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 cá mập mẹ. Còn một cái đuôi hồng nữa. Đó là ai? Này, tôi có thể lừa được bạn, Ping Pong. Đó là bạn, sao biển. Tôi không bị lừa đâu. Hãy tìm cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi màu cam, cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi màu cam, cá mập ba. Có hai loại đuôi. Một là đuôi hai vây. Và cái còn lại là đuôi đinh ba. Cái nào là đuôi của cá mập ba? Đuôi của cá mập ba là cái này. Con tìm được bà rồi, Ping Pong. Làm tốt lắm. Cá mập ba, tu 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 cá mập ba. Đuôi của ai thế này? Đuôi của tôi. Tôi là Tôm Càng. Bây giờ đã đến lúc đi tìm cá mập ong. Bạn có thấy không cá mập ong? Đuôi xanh la, cá mập ong. Bạn có thấy không cá mập ong? Đuôi xanh la, cá mập ong. Ồ, đó là cá mập ong. Sao bạn dám chạm vào mình? Mình sẽ đầu độc bạn đấy. Ôi trời, bạn sứa sẽ đầu độc mình. Mình nên làm gì? Này, cháu đang làm gì ở đây? Không, không, không có gì. Ồ, thật tuyệt khi cá mập ong giúp chúng ta. Cảm ơn cá mập ong. Đừng cảm ơn, ông chỉ làm những gì đúng. Cá mập ong du 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 cá mập ong. Và bây giờ chúng ta phải tìm cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con? Màu vàng đuôi cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con? Màu vàng đuôi cá mập con. Em có ở đó không? Không có ai ở đây. Còn ở đây thì sao nhỉ? Không ai ở đây cả. Em đang ở đâu cá mập con? Hay là em ở đây? Được rồi, tìm thấy em rồi. Chị biết đấy, em có thể trốn tốt hơn thế nhiều. Cá mập con tu 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 cá mập con. Cá mập con, cá mập mẹ,
cá mập bà, cá mập ba và cá mập ông. Chúng ta đã tìm thấy tất cả gia đình cá mập. Làm tốt lắm, Phiên Phong. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc. Ngủ ngon quá. Chào các bạn. Hôm qua là lễ Halloween nên mình đã đi xin kẹo cùng cả nhà nè. Nhìn nè, mình nhận được rất nhiều kẹo và sô-cô-la đủ sắc màu. Mình sẽ để dành phần này. Còn phần này, hôm nay mình sẽ ăn nha. Ôi trời. Sợ quá đi. Halloween đã qua rồi mà. Đừng hù con nữa. Mẹ à, ba à, mọi người làm sao vậy? À, chạy nhanh thôi. Các bạn, mình nghĩ cả nhà đã biến thành zombie rồi. Mình phải tìm giúp đỡ thôi. Biên Phân ơi, giúp với. Cả nhà mình bị biến thành zombie hết rồi. Cá mập con, mình nghe nói virus zombie đang lây lan khắp đại dương đó. Mình có 4 viên thuốc nè. Mình gửi cho bạn nhé. Mình sẽ gửi thêm cho bạn nếu có thêm thuốc. Cẩn thận nha. Được rồi, cảm ơn Ping Phong. Là thuốc của Ping Phong gửi nè. Mình cần cho cả nhà uống thuốc để có thể trở lại bình thường. Các bạn giúp mình được không? Mẹ ơi, ôi sợ quá. Phòng yêu thích của mẹ là phòng ngủ, nên hãy tìm mẹ ở đây nào. Nè bạn ơi, giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Ơ, đuôi màu hồng. Phải mẹ không ta? Ây, đừng động vào ta. Ơ, tiên cá cũng bị biến thành zombie rồi. Cùng tìm mẹ lại nào. Ơ, mình cũng thấy cái đuôi màu hồng kìa. Mẹ ơi. Ơ, mẹ ơi, đừng như vậy chứ. Nè, mẹ uống thuốc đây. Mập con, có chuyện gì vậy? Cả nhà mình đã bị biến thành zombie vì bị nhiễm virus zombie. Mẹ vừa trở lại bình thường nhờ uống thuốc đó. Oh, cảm ơn cá mập con. Hãy cùng đi giải cứu những thành viên khác nào. Cá mập con, mẹ sẽ kiểm tra nhà vệ sinh. Nếu còn thấy thành viên nào khác thì hãy gọi cho mẹ nhé. Dạ mẹ. Tìm ba ở đâu bây giờ? Ba ơi. Các bạn, mình nghĩ cái mập ba đang ở quanh đây thôi. Cùng giúp mình tìm nhé. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm ca mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi ca ba nè là đuôi màu xanh. Ba có đây không? Đổi qua. Ăn đi. Sợ quá đi. Nhưng ba ở đâu rồi ta? À, tìm được rồi. Phải cá mập ba không? Không, cá mập con, lùi lại. Cá mập con, đếm thuốc đi con. Anh yêu, có nghe em nói không? Ồ, anh vừa nằm mơ sao? Sao anh lại ở đây?
Cả nhà chúng ta đã bị nhiễm phải virus zombie. Cá mập con đã dùng thuốc cứu chúng ta đó. Ôi trời, cảm ơn con nhiều nhé cá mập con. Nhờ vào thuốc mà Ping Pong đã gửi cho con đó. Nhưng ta cũng cần cứu các bạn bè khác trong đại dương nữa. Hả? Hình như có ai đi ra ngoài kìa. Con nghĩ là cá mập âm và cá mập bà đó. Nhanh nào, đi theo họ thôi. Bà ơi, ông ơi. Họ đi đâu rồi? Ôi, bà ơi. Bà đang trốn sau bí ngô kìa. Các bạn, giúp mình với. Hãy hô lên nếu bạn thấy cá mập bà nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Bà ơi, bà có đây không? Ồ, chắc là không có đây đâu. Vậy ở đây thì sao? Không có luôn. Bà ở đâu chứ? Cá mập con, ném thuốc mau đi. Đầu của tôi. Bà ơi, bà có sao không? Có chuyện gì vậy? Cả nhà ta đã bị nhiễm virus zombie. Và cá mập con đã cứu chúng ta đó. Vậy sao? Cảm ơn cá mập con. Còn cá mập ông đâu rồi? Là cá mập ông kìa. Tụi con sẽ đi kiểm tra. Các bà hãy ở đây nha. Không, ta sẽ đi tìm cá mập ông. Cá mập con, đi theo bà. Dạ được, thưa bà. Cá mập con, hãy đi tìm cá mập ông và cứu ông ấy trở lại bình thường nào. Dạ được, cùng tìm ông nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ông nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi của cá ông là đuôi màu xanh lam. Ông ơi, ông đâu rồi? Sao người dám gõ cửa của ta? Là thuyền trưởng hút xấu tính. Vẫn xấu tính như ngày nào. Con nghĩ đó là ông. Đâu? Ở đây hả? Ông à, đừng như vậy nữa mà. Cá mập con, ném thuốc đi nào. Dạ. Ôi không, con ném xa quá rồi. Cá mập con. Mẹ ơi, ba ơi, con phải làm sao đây? Con làm mất thuốc rồi. Hả? Ôi không. Mẹ nghĩ ta phải làm cá mập ông bình tĩnh lại đã. Dừng lại đi, ông ơi. Là tụi con, gia đình cá mập đây. Ôi không, ông ơi, con phải làm gì đây? Đúng rồi. Cá mập ông, uống thuốc nào. Ông ơi. Ông mà, sao ông không nhận ra cả nhà chứ? Tôi xin lỗi. Mọi người có sao không? Dạ, cả nhà vẫn ổn. Nhân tiện, Ping Pong tìm được nhiều thuốc rồi nè. Vâng, mình đã tìm được thuốc để giúp bạn bè đại dương rồi nè. Cảm ơn Ping Pong rất nhiều. Cả nhà ta cùng đi giúp những người bạn đại dương nào. Vâng, cùng đi thôi. Tất cả sẵn sàng chưa? Cùng đếm đến ba và ném thuốc nha. 1, 2, 3. Mọi người trở lại bình thường rồi. Vui quá, mọi người đã trở lại.
mọi người đã vất vả nhiều rồi. Hãy về nhà nghỉ ngơi và ăn gì đó thật ngon nào. Thật tuyệt vời! Các bạn, hôm nay đã làm rất tốt. Cùng về nhà nghỉ ngơi thôi nào. Hôm nay là lễ Halloween. Pink Fong sẽ tham gia bữa tiệc Halloween cùng gia đình cá mập. Pink Fong lặn xuống biển nè. Nhưng không thấy gia đình cá mập đâu cả. Hả? Mọi người đâu cả rồi? Cá mập con, bạn đâu rồi? Người đang tìm gia đình cá mập đúng không? Nhưng rất tiếc, ta đã dùng phép thuật nhốt gia đình cá mập vào lâu đài ma quái rồi. Đi mà tìm họ. Nếu tìm được, ta sẽ thả họ ra và cho người kho báu. Còn nếu không, ta sẽ nhốt cả người luôn. Giúp với Pin Phong ơi, các bạn ơi. Không, đáng sợ quá. Các bạn hãy cùng nhau giúp Pin Phong đi tìm gia đình cá mập nha. Cùng nhau tìm cá mập ba nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chứ tôi ba cá mập là đuôi màu xanh. Phải ở đây không ta? Chào Pin Phong. Chào các bạn. Các người không sợ ma cà rồng sao? Nếu người chạm vào ta lần nữa, người sẽ gặp rắc rối đó. Ôi không, là ma cà rồng. Các bạn, cùng nhau tìm lại nào. Cá mập ba ơi, ra đây nào. Tôi không phải cá mập ba. Là một chú hề. Phải ở đây không ta? Chính xác, là tôi, cá mập ba đây. Cảm ơn vì đã tìm tôi nha. Nào bạn ơi, đến chơi Halloween với cá mập ba. Cùng tìm tiếp cá mập mẹ nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Xem cá mập mẹ đâu rồi. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Nhìn kia, mình thấy chiếc đuôi màu hồng. Chắc là cá mập mẹ đấy. Big Double, bị ta lừa rồi. Ôi, là một chú dơi. Cùng nhau tìm lại nào. Có cái đuôi màu hồng kìa. Đuôi còn lại cũng màu hồng nhưng có sọc vàng. Đâu mới là cá mập mẹ? Đây ư? Cùng gọi cá mập mẹ ra nào. Cá mập mẹ ơi! Bị nhốt ở đây thật là khó chịu. Cảm ơn đã tìm thấy tôi. Nào bạn ơi, đến chơi Halloween với cá mập mẹ nha. Đuôi của ai đây? À ha, là viên kẹo. Ồ, là kẹo của ta. Ôi, một bộ xương. Chạy nhanh nào. Cùng tìm tiếp cá mập bà nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Xem cá mập bà đâu rồi. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Thấy cá mập bà rồi.
lắm, ta đang chán đây. Cùng chơi đùa một chút nào. À, Ping Pong lại biến thành bộ xương mất rồi. Ping Pong, bạn có sao không? Mau đi tìm cá mập bà để nhờ giúp đỡ nào. Đuôi màu cam của cá mập bà là... đây! Tìm được ta rồi, giỏi lắm. Đừng lo Ping Pong, bà sẽ giúp cháu trở lại bình thường. Wow, trở lại bình thường rồi. Cảm ơn cá mập bà. Cảm ơn cháu nhiều. Nào bạn ơi đến chơi Halloween với cá mập bà nha. Nào cùng nhau tìm cá mập ong nhé. Này bạn ơi hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và màu xanh lá cây đó chính là đuôi của cá mập ong. À, có gì động đậy bên trên kìa. Là ai đây? À, kẹo hay bị kẹo? Các người muốn ăn kẹo không? Wow, kẹo! Cảm ơn ngài cướp biển. Cá mập ong ở đâu nhỉ? Mình thấy cái đuôi xanh lá kìa. Phải đuôi cá mập ong không nhỉ? Tôi là quái vật. Ping Pong, có một xác sống phía sau bạn kìa. Hả? Xác sống? Ở đâu? À! À, sợ quá! Tìm cá mập ong nhanh nào. Cá mập ong ở... đây! Các cháu, chắc là sợ lắm khi đến đây phải không? Cảm ơn rất nhiều. Nào bạn ơi đến chơi Halloween với cá mập ong. Woo. Nào, còn ai chúng ta chưa tìm ra nhỉ? Các bạn ơi, tìm mình nhanh lên, mình sợ quá. Tìm cá mập con nhanh nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và nhớ chiếc đuôi của bé con là đuôi màu vàng nha. Các bạn, có nhìn thấy không? Có đến 2 cá mập con. Có chuyện gì vậy? Nhìn này, ai mới là cá mập con thật? Mình là cá mập con thật nè. Không, mình mới là cá mập con thật. Các bạn, ai mới là cá mập con thật vậy? Phải rồi, ta có thể nhìn cái đuôi. Đuôi của cá mập con màu vàng. À ha, tìm thấy cá mập con rồi. Các bạn thật là giỏi. Tí nữa là lừa được các bạn rồi. Nào bạn ơi đến chơi Halloween với cá mập con. Boom. Wow, cá mập bà, cá mập ông, cá mập con, cá mập mẹ, cá mập ba. Tìm thấy gia đình cá mập rồi. Yeah! Giỏi lắm các bạn. Ho ho, Ping Pong, các bạn, tất cả tuyệt lắm. Như ta đã hứa, ta sẽ thả gia đình cá mập ra. Nào, thưởng thức tiệc Halloween đi nào. Yahoo, thật tuyệt vời. Thank you.
Hôm nay mình sẽ tổ chức tiệc sinh nhật nè. Nhưng mà sao các bạn mình vẫn chưa tới nhỉ? Mọi người nói là sẽ tới mà. Ôi, chắc mình sẽ phải chơi xếp chữ cái một mình rồi. Ôi không, các chữ cái bị trôi đi mất rồi. Các bạn cùng bắt chữ cái lại nào. Ba ơi, ba có thấy chữ cái nào trôi qua đây không? Con thử tìm ở cái khay kia xem, có thể chúng nằm cạnh đồ trang trí đó. Ồ, cùng tìm ở cái khay kia nào. Toàn là con trai và sao biển thôi. Những chữ cái đâu rồi? À ha, tìm được rồi. Là chữ A, B và C. Mình nghĩ chữ D chỉ đang ở loanh quanh đâu đây thôi. Wow, tìm được rồi. Chữ D ở trên cái bánh donut. Cùng xếp các chữ cái lên bảng xếp hình nào. A, B, C, D. Wow, mình làm được rồi. Cùng đi đến phòng khách tiếp theo nào. Wow, tìm được rồi. Chữ Y nè. Ồ, tìm thấy một chữ cái nữa nè. Là chữ F. Chữ tiếp theo là chữ G. Bạn có thấy nó đâu không? Mình không thấy nó. Hả? Đuôi của ai đây? Ồ, cá mập con. Chữ G ở đây nè. Để bà sẽ đưa nó cho con nha. Wow, tìm được rồi. Con cảm ơn cá mập bà. Chữ tiếp theo là chữ H. Nhưng mình nghĩ nó không có ở đây đâu. Mình phải đi tìm chỗ khác thôi. Cá mập con, nếu con trả lời đúng câu đố của mẹ, mẹ sẽ cho con chữ H. Chữ nào có nghĩa là nhà nè. Còn chữ nào khác chữ house? Con biết rồi. H-O-M-E. Home. Đúng không mẹ? Wow. Chính xác rồi. Thông minh lắm cá mập con. Chữ H của con đây. Cảm ơn mẹ. Các bạn cùng đặt các chữ cái lên bảng nhé. E, F, G, H. Được rồi. Tìm tiếp ở đâu bây giờ? Đúng vậy. Cùng tới phòng của mình nào. Nào, cùng nhau đi tìm I, J, K, L. Hả? Mình không thấy chữ cái nào hết. Ồ, đuôi của ai đây? Một chiếc đuôi cá mập màu xanh lá. Chính là tôi, cá mập ông đây. Cá mập con, ông đã chuẩn bị kem ngon cho con và các bạn rồi nè. Con có muốn ăn kem không? Dạ muốn. Ồ, là chữ ai? Nó ở trên đầu của cây kem nè. Ồ, cá mập con, có cái gì đang nhảy ở kia kìa. À ha, là chữ J. Chữ J đang nhảy kìa. Nào, chữ K và L đang ở đâu nhỉ? Thấu bông à. Các con có thấy chữ K và L không? Wow, tìm được rồi. Bạn gấu koala đang giữ chữ K.
Còn bạn sư tử đang giữ chữ L kìa. Vui quá đi. I, J, K, L. Ồ, chúng ta chưa tìm ở phòng 8. Mình chắc chắn cái chữ cái sẽ có trong đó. Ồ, mình tìm thấy một chữ rồi. Là chữ M. Ta cần tìm chữ N nữa. Ở đâu đây ta? Ồ, chữ N rơi ra từ tờ báo kìa. Nhưng mà ai đang ngồi đọc báo vậy nhỉ? Ai không? Ai đó vừa xì hơi và chạy đi mất rồi. Tìm ra chữ O cái đã. Nó sẽ ở đâu ta? Nó đây rồi. Chữ O. Cùng đặt chúng lên bảng chữ cái nào. M N O. Hả? Nghe như tiếng bạn của mình vậy. Đi nhanh nào. Ủa, một cái đuôi. Nhưng đuôi của ai đây? Ta-da, ngạc nhiên chưa nè. Mình là anh trai của cá mập con, Bruno. Mình là chị gái của cá mập con, Sid. Và mình là bạn thân của cá mập con, William. Bruno, Sid, William. Mình tưởng mọi người đã quên sinh nhật mình. Sao mà quên được chứ? Cá mập con, sao em không lấy chữ P kia kìa? Wow, tìm được rồi. Là chữ P. Nhưng cái gì đây? Đây là piñata. Em hãy dùng gậy đập vỡ nó và món quà bất ngờ bên trong sẽ xuất hiện. Ha. Wow, toàn là kẹo ngon kìa. Và mình tìm được vài chữ nữa nè. Q, R, S. Chúng ta cùng nhau đi ăn kẹo nào. Cá mập con, mình thấy có gì đó ở kia kìa. Ủa, là cái gì vậy? Wow, bong bóng. Và một vài chữ cái ở bên trong kìa. Cùng làm vỡ bong bóng và lấy các chữ cái ra nào. Chữ T. Và chữ U nè. Và cuối cùng là chữ V. Ồ, cá mập con, có vài người bạn đang trốn kìa. Đúng rồi. Tìm được các bạn rồi nè. Chúc mừng sinh nhật cá mập con. Cảm ơn các bạn vì đã đến. Nào, cùng tổ chức tiệc thôi. Yay. Q, R, S, T, U, V. Mọi người đông đủ cả rồi. Bắt đầu bữa tiệc nào. Mừng ngày cá mập con sinh ra đời. Ta hát vang mừng sinh nhật. Yay! Chúc mừng sinh nhật cá mập con. Cảm ơn mọi người. Cá mập con, ông bà có quà tặng con nè. Con có muốn mở quà không? Dạ có. W S Y Z. Wow. Tìm được hết các chữ cái rồi. Wow, đúng là món quà mình thích nè. Cảm ơn mọi người. Ping Pong sẽ đi bơi với gia đình cá mập hôm nay. Hãy theo chân Ping Pong đi xuống biển.
Các bạn ơi, giúp chúng tôi! Ồ, đó là cá mập bà và cá mập ông. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đêm qua, một số con khỉ cướp biển xấu xa đã đưa cá mập mẹ, cá mập bà và cá mập con vào rừng. Nếu chúng ta không giải cứu họ ngay bây giờ, gia đình tôi có thể gặp nguy hiểm lớn. Hãy cứu gia đình cá mập của chúng tôi. Ôi không, Ping Pong, các bạn ơi, hãy đi tìm gia đình cá mập trong khu rừng. Trước tiên, hãy tìm cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ, hồng đuôi cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ, hồng đuôi cá mập mẹ. Ồ, có một cái đuôi màu hồng đang di chuyển ở đây. Đó có thể là ai? Tôi đã cố gắng bắt vài con cá, nhưng đã bỏ lỡ chúng vì bạn đó, Ping Pong. Đó là bạn chim hồng hạc. Xin lỗi. Đây có thể là cá mập mẹ. Chào Ping Pong, đây là tai của tôi. Đó là một chú voi hồng. Cá mập mẹ đâu nhỉ? À ha, mình đã tìm được cá mập mẹ. Đúng rồi, đó là tôi, cá mập mẹ. Cảm ơn vì đã tìm thấy tôi. Tôi nghĩ cá mập ba ở quanh đây. Bạn có thể giúp tôi tìm anh ta không? Chắc chắn rồi, hãy tìm cá mập ba ngay bây giờ. Bạn có thấy không cá mập ba, đuôi xanh cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba, đuôi xanh cá mập ba. Cá mập ba sẽ ở đâu đó quanh đây. Các bạn, mình thấy hai cái đuôi màu xanh ở đây. Cái nào là cá mập ba? Đây, hãy cùng nhau gọi cá mập ba nhé. Cá mập ba, bạn có ở đây không? Đúng rồi các bạn, bây giờ các bạn có thể giúp tôi xuống khỏi cái cây này được không? Làm thế nào chúng ta có thể giúp cá mập ba leo xuống cây nhỉ? Tôi sẽ giúp bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cá mập mẹ đu 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 đu, cá mập ba đu 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 đu, họ ngay đây đu 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 đu, họ ở đây. Wow! Bây giờ chúng ta sẽ tìm cá mập con nhé. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Ồ, ai đây? Tôi là một con báo, tôi sẽ cho bạn thấy tôi nhanh như thế nào. Wow, thật là tuyệt vời. Cá mập con có thể ở đâu? Ồ, chúng tôi đã tìm thấy cá mập con. Ha ha, cuối cùng thì tôi cũng đã bắt được Ping Pong. Rất tốt. Yo ho ho, tôi sẽ có một buổi tiệc lớn với bạn bè của tôi tối nay. Ồ không, có ai có thể giúp chúng tôi không? Ồ, có một cái đuôi lấp lánh ở đằng kia. Ping Pong, hãy thử kéo cái đuôi đó. Cậu lại làm điều xấu xa nữa à, khỉ cướp biển. À, đó là sư tử, vua của rừng xanh. Chà, kết thúc rồi. Cảm ơn ngài sư tử rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng lo lắng, tôi thay mặt cho lũ khỉ gửi lời xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ mắng con khỉ để nó không làm như vậy nữa. Cá mập con tu 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 tu, cá mập con tu 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 tu, bà ngày đây tu 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 tu, chú ở đây. Wow! Cá mập mẹ, cá mập ba và cá mập con, bọn họ đã trở lại biển. Làm tốt lắm mọi người ơi! Ping Pong, các bạn ơi, nhờ có các bạn mà cả gia đình
làm tốt lắm mọi người. Chúng ta sẽ đi bơi, phải không? Yeah. Là thú vị. Wow, hãy vui vẻ nào. Hãy vui vẻ nào. Hôm nay, Thiên Phong dành tặng gia đình cá mập những chiếc bánh quy thơm ngon. Thiên Phong bơi ra biển. Hả? Gia đình cá mập họ đâu mất rồi? Mọi người đâu rồi? Xin lỗi Bình Phong, chúng tôi đến muộn. Và vấn đề là cá mập mẹ, cá mập cha và cá mập con vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh. Họ bị mắc kẹt trong phòng tắm vì không có giấy vệ sinh. Thiên Phong, bạn có mang theo giấy vệ sinh không? Các bạn ơi, các bạn mang lại đây một ít giấy vệ sinh giúp Thiên Phong nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cá mập mẹ nào. Bạn có thấy không cá mập mẹ, hồng đuôi cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ, hồng đuôi cá mập mẹ. Một cái đuôi màu hồng, có phải cá mập mẹ không? Thiên Phong, các bạn chào. Các bạn đang chờ xếp hàng để sử dụng nhà vệ sinh à? Bạn có thể đi trước nếu bạn đang vội. Ồ, đó là nàng tiên cá. Không, không sao đâu, cảm ơn bạn. Hả? Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy đánh rắm ở đây. Có thể là ai nhỉ? Nếu bạn cần sử dụng nhà vệ sinh, bạn phải đợi thêm một lúc nữa. À, thôi quá. Được rồi, bạn rùa. Đây là cá mập mẹ. Đúng rồi, đó là tôi, cá mập mẹ. Các bạn ơi, các bạn có thể cho tôi giấy vệ sinh màu hồng được không? Ôi, cảm ơn các bạn. Nhờ có bạn, tôi đã lau sạch và sạch sẽ sau khi đi vệ sinh. Làm tốt lắm các bạn. Nhưng cá mập mẹ, bạn đang quên điều gì đó? Bạn cần rửa tay của bạn, cá mập mẹ. Sạch đẹp ghê, chu 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 chu, hay rửa tay. Wow! Tiếp theo, hãy tìm cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba, đuôi xanh cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba, đuôi xanh cá mập ba. Mình tìm thấy một cái đuôi màu xanh dương, đó là cá mập ba phải không? Tôi không phải là cá mập ba, tôi là cá voi mẹ màu xanh. Ôi, xin lỗi cá voi mẹ. Có hai cái đuôi màu xanh. Cái nào thuộc về cá mập ba? Đây, hãy cùng nhau gọi cá mập ba. Cá mập ba có ở đây không? Đúng rồi các bạn. Giờ các bạn có thể cho tôi giấy vệ sinh màu xanh dương được không? Ôi nhờ có các bạn tôi đã lau sạch và sạch sẽ. Cảm ơn các bạn. Đừng có quên rửa tay đó nhé, cá mập ba. Sạch đẹp ghê, đu 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 đu, hay rửa tay. Wow! Cuối cùng, hãy tìm cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Ồ, cá mập con, tất nhiên là ở đây. Quạc quạc. Thiên Phong, bụng tôi đau quá. Nói chuyện sau nhé. Quạt quạt. Cá mập con đâu nhỉ? Một trong hai người này phải là cá mập con. Cá mập con có hàm răng lớn và sắc nhọn. Các bạn ơi, cá mập con là ai nhỉ? Chúng ta đã tìm thấy cá mập con. Các bạn đã tìm thấy tôi, cảm ơn. Tôi là cá heo màu vàng. Các bạn có thể cho tôi giấy vệ sinh màu vàng được không? Nhờ có các bạn, tôi đã lau sạch và sạch sẽ. Về nhà ngay thôi.
bạn cần rửa sạch đôi tay. Sạch đẹp ghê, du hai đưa tay. Wow! Cá mập mẹ, cá mập ba, cá mập con, mọi người đã rửa sạch tay. Wow, sạch quá! Ping Pong, các bạn ơi, nhờ các bạn mà chúng tôi đã có thể rời khỏi nhà vệ sinh. Cảm ơn Ping Pong, cảm ơn các bạn. Khi bạn cần sử dụng nhà vệ sinh, đừng có nín nhịn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ăn một số bánh quy ngon chứ. Hả? Ping Pong, trông không được ổn. Có chuyện gì vậy, Ping Pong? Chào các bạn, mình đang hóa trang thành cá mập sát sống cho lễ Halloween nè. Các bạn thấy mình sao nè? Bây giờ cùng nhau đi gặp bạn bè của mình nha. Ồ, chào cá mập con, đúng giờ quá ta. Bạn có thể trông chừng em bé giúp mình một chút được không? Mình đang có việc phải đi gấp sang thị trấn bên cạnh nè. Chào xe buýt cá mập, mình biết rồi, được chứ. Đi đường cẩn thận nha. Xin chào bé cưng. Em nhỏ hơn chị nữa đó. Rất vui được gặp em. Ôi, đừng khóc chứ. Ồ, mình phải làm gì đây? À ha, mình sẽ hát bài hát ú à. Này bạn ca mập con ơi, bạn ở đâu? Ú à. Ú à. Ú à. Mình đây nè. Ú à. Wow, em bé nín khóc rồi nè. Bé cưng ơi, chúng mình cùng đi dạo nha. Ta là ma cà rồng đáng sợ nhất thế giới đây. Ôi, em bé chắc đang sợ lắm. Mình phải làm gì đây? À, biết rồi. Ma cà rồng ơi, bạn có thể hát bài hát ú à cho em bé nghe được không? Này bạn ma cà rồng ơi, bạn ở đâu? Ú à. Ú à. Ú à. Ta đây nè. Ú à. Bé cưng à, chắc bé đói rồi hả? Để ta pha sữa cho bé nha. Để ta pha sữa cho bé uống nha. Em bé chắc là đói lắm. Cảm ơn ma cà rồng nha. Cùng đi chơi chỗ khác nào. Ta thích một lễ Halloween thật rùng rợn và đáng sợ. Ôi, đừng khóc bé cưng à. Phù thủy ơi, bạn có thể hát bài hát ú à cho em bé nghe không? Này phù thủy cười khúc khích, bạn ở đâu? Ú à. Ú à. Ú à. Thôi đây nè. Ú à. Phèo nặng mùi đó nha. Ta nghĩ bé cần được thay tã đó bé cưng à. Ta bỏ tã dơ vào thùng rác nè, rồi gấp tã mới lại và mặc vào cho em bé nè. Cảm ơn phù thủy nha. Giờ tụi mình đi chơi tiếp nè. Đi thôi bé cưng à.
Bọn ta là gia đình cá mập sạch sống đây. Các người thấy sao? Sợ chưa? Hả? Là một em bé. Ờ, xe buýt cá mập nhờ con trông chừng bé cưng này một tí đó. Ồ, đừng khóc bé cưng à. Cả nhà ta sẽ hát bài hát ú ọa cho con nghe nhé. Này bạn cá mập sạch sông, bạn ở đâu? Ú ọa. Ú ọa. Ú ọa. Mình đây nè. Rù. Ú ọa. Ồ, dễ thương quá. Ồ, xin chào. Cảm ơn mọi người đã trông chừng em bé rất tốt nha. Giờ chúng tôi về nhà đây. Tạm biệt, lần sau ghé chơi nha. Cá mập mẹ, cá mập con, hàng xóm nhờ chúng ta trông chừng em bé giúp họ một tí đó. Trước đây, chúng ta từng trông em bé này rồi, đúng không? Hãy cùng nhau chăm sóc cho em bé này thật tốt nha. Dạ vâng. Chào bé cưng. Em có muốn cùng nhau trang trí cây thông không? Ôi, phải làm gì đây? Đừng phí thời gian nào. Bé cưng à, chúng ta sẽ hát cho con một bài. Đúng rồi, hãy cùng hát bài hát ú ọa. Cá nhà ơi, cá nhà ơi, đang ở đâu? Ú ọa. Ú ọa. Ú ọa. Mình đây nè. Bé cưng à, ăn thử món bánh Giáng sinh này đi. Mừng quá, em thấy khá hơn rồi đúng không bé cưng? Bọn con xin phép ra ngoài chơi nha. Được rồi, đi cẩn thận nha. Chào cá yêu tinh. Chào cá mập con. Chào cá mập con. Chào cá mập con. Có bé cưng đi theo nữa kìa. Ôi không, em bé đang khóc kìa. Các bạn, làm ơn hát bài hát ú ọa cho em bé nghe được không? Được chứ. Được rồi. Được rồi. Này bạn cá, làm yêu tinh, bạn ở đâu? Ú ọa. Ú ọa. Ú ọa. Mình đây nè. Ú ọa. Nghe bé cưng cười như vậy, mình thấy vui quá à. Mình cũng vậy. Mình nữa. Hô hô hô, cùng xếp quà và đi thôi. Hô hô hô. Ồ, là ông cá mập Noel. Cùng đi qua đó nha. Cảm ơn cá yêu tinh. Chào ông cá mập Noel. Ồ hô hô hô, Giáng sinh vui vẻ, cá mập con. Có cá mập bé cưng ở đây nữa sao? Các cháu có thể giúp ta chuyển quà lên xe trượt được không? Wow, dạ được chứ. Ta có thể nhìn cả thị trấn, thật tuyệt làm sao? Không có gì phải sợ đâu, bé cưng à. Ông sẽ hát con nghe bài hát ú ọa nhé. Này ông cá mập Noel, ông ở đâu?
Ua. 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 Ta đây nè. Rúp. Ua. Hả? Ông ơi, những món quà biến đâu mất rồi kìa. Ôi không, chắc chắn là bạch tuộc đã lấy cắp rồi. Đi tìm thôi nào. Tên trộm bạch tuộc kia kìa. Ha, người nghĩ người bắt được ta sao? Đừng có hòng. Nào tìm xem bạch tuộc ta đang ở đâu. Âu à. Âu à. Âu à. Ta bắt ngươi. Ngươi là đồ con bạch tuộc ăn cắp. Wow, cứu ta. Hả? Cá mập con, sao con chui ra từ ống khói vậy? Hả? Ông cá mập Noel cũng ở đây sao? Ho ho ho, chúc mừng Giáng sinh. Nhờ cá mập con và bé cưng đây, ta đã tìm được quà bị mất. Cảm ơn rất nhiều. Wow, cảm ơn ông cá mập Noel. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Sợ quá đi. Mình thấy có nhiều bạn bị gãy xương lắm. Cùng bắt đầu chữa trị ngay thôi. Người đầu tiên, hươu cao cổ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đánh nhau đến đau cổ rồi. Cổ của mình. Vậy là bạn đã bị thương cổ rồi. Ôi ôi ôi, cái cổ của mình. Đừng cố gắng quá. Để mình xem qua cái đã. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình trị bệnh chưa nào? Mình nghĩ bạn đã bị gãy xương rồi. Hãy chụp X-quang nào. Được rồi, cùng đếm đến 3 nhé. 1, 2, 3. Ôi không, xương cổ đã bị gãy thành nhiều mảnh rồi. Cùng sắp xếp xương lại đúng vị trí nào. Kiểm tra thật kỹ kích cỡ và màu sắc rồi đặt chúng lại với nhau nào. Yeah! Tốt lắm! Hả? Không! Ôi, cổ của mình! Ôi không! Mình xin lỗi! Tập trung nào! Nào, cái to nhất trước! Được rồi! Đó là cái xương cuối cùng! Woohoo! Xương cổ đã ngay ngắn trở lại. Bạn làm tốt lắm. Giờ mình sẽ băng cổ lại để nó mau lành nhé. Chọn cái nào cho đẹp đây ta? Được rồi, cái băng có hình cầu vồng nhé. Chữa xong rồi. Cầu vồng sắc màu. Hư cao cổ ngầu quá đi. Hư cao cổ, giờ thì cổ chẳng còn đau, chữa xong rồi. Mình rất thích cái băng cầu vòng này.
Mình cảm ơn. Thật vui khi bạn thích nó, hươu con cổ à. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi không thể bay, ôi đau quá đi. Ow, cánh của tôi. Bạn đã bị thương ở xương cánh rồi. Nhói quá, đau ghê, ôi đau quá đi. Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể bay lại được không? Đừng lo mà, mình sẽ giúp bạn bay trở lại. Mình cần chụp X quang để xem liệu bạn có bị gãy xương không. Một, hai, ba. Ủa, xương cánh của bạn đã bị mòn rồi. Mình nghĩ bạn cần được phẫu thuật đó. Liệu phẫu thuật xong tôi có thể bay lại được không? Tất nhiên. Để mình giúp bạn nhé. Mình sẽ gây mê cho bạn và bạn sẽ không đau trong lúc phẫu thuật đâu. Trước tiên cần cạo sạch lông để mình thấy xương được rõ hơn nhé. Được rồi. Các bạn cùng tìm mảnh xương cánh đặt vào đây nhé. Cái này không đặt vào được. Cùng thử cái nhỏ hơn nào. Cái này thì quá nhỏ. Là một con rắn. Nó đây rồi. Giờ thì khâu lại nào. Nói những số giống nhau từ trên xuống dưới nhé. Đã khâu vết thương xong rồi. Cuối cùng, hãy đặt lông trở lại để không lộ vết thương nhé. Tuyệt vời! Phẫu thuật cánh đã thành công! Đại bàng ơi, tu đu đu tu đu giờ đã bay, tu đu đu tu đu lại được rồi, tu đu đu tu đu phẫu thuật xong rồi. Wow, tôi bay lại được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đang đi săn thì đâm phải tảng đá nè. Thì ra bạn đã gãy chân. Ôi ôi, chân tôi đau quá đi. Khủng long như tôi mà lại bị ngã lúc đi săn, xấu hổ quá đi. Không sao mà, ai cũng có sai lầm mà. Mình sẽ chữa cho bạn ngay. Mình sẽ chụp X quang trước nhé. Được rồi, sẵn sàng nào. Rõ ràng rồi, chân của bạn đã bị gãy xương. Hãy sắp những mảnh xương bị gãy lại với nhau nào. Có đau lắm không? Hãy cố gắng xíu nhé. Xong rồi. Để cho xương mau lành lại, mình sẽ bó bột để cố định chân của bạn lại. Dùng băng vải quấn vòng quanh nè. Xong rồi. Cuối cùng mình sẽ lấy nạng chống cho bạn nhé. Bạn thích màu nào nè? Xanh. Tôi thích màu xanh dương kia, giống như hoa văn trên người tôi nè. Màu xanh là thích hợp nhất.
Bạn khủng long, tu du du tu du, giờ thì chân tu du du tu du đã lành rồi, tu du du tu du chữa xong rồi. Cảm ơn, bạn giỏi lắm. Cảm ơn. Thật vui khi công tác chữa trị được thuận lợi. Mọi người về cẩn thận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn, thật vui khi hôm nay được cùng nhau khám chữa bệnh. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Không biết hôm nay ai sẽ tới khám bệnh đây? Hả? Ồ, mình nghĩ một vài người bạn bị bệnh đã tới rồi. Ôi không, cho mọi người bệnh nặng quá, phải vào chữa bệnh nhanh thôi. Theo mình nào, các bạn. Người đầu tiên, cá mập mẹ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã vô tình bị bỏng nước rồi. Nóng quá, ôi. Bạn đã bị bỏng nước rồi. Ôi, đau quá đi. Vây của cá mập mẹ sưng phồng lên rồi. Y tá, hãy sẵn sàng công tác chữa trị nào. Các bạn, chúng mình cùng nhau giúp cá mập mẹ thấy đỡ hơn nha. Cá mập mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Tụi con sẽ chữa cho mẹ, mẹ sẽ thấy đỡ đau hơn. Đầu tiên, cùng làm mát chỗ bị phỏng dưới vòi nước sạch. Ồ, có tới 2 cái vòi nước kìa. Nên dùng cái nào đây? Cái đầu tiên hay cái thứ hai? Được rồi, cùng thử cái thứ hai nhé. Hả? Sao nước không chảy ra gì hết vậy? Ôi trời, sợ quá đi. Là một con rắn đáng sợ. Con xin lỗi cá mập mẹ, con sẽ chữa lại cho mẹ ngay. May quá đi, vây của cá mập mẹ đỡ phồng rồi. Nào, cùng thoa ít thuốc mỡ lên chỗ bị phồng nước nhé. Ôi, âu, âu, âu. Ôi không, có đau lắm không mẹ? Cố gắng xíu nhé. Wow, chỗ phòng nước đã xẹp rồi. Cuối cùng, hãy băng vết thương lại để không bị nhiễm trùng nhé. Các bạn, cùng chọn một màu yêu thích nào. Màu cam hả? Đừng thôi. Xong rồi, cá mập mẹ đúng là dũng cảm. Nó sẽ không đau nữa đâu. Giờ thì chẳng tu 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 chẳng còn đau, tu 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 chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá và các bạn à, cảm ơn nhiều lắm. Thật vui khi mẹ đã đỡ hơn. Lần sau nhớ cẩn thận với nước nóng để không bị đau nữa nhé. Người thứ hai, Ping Phong, xin mời vào. Bạn,
chữa trị cho Ping Phong thật nhanh để vết thương không trở nặng nhé. Cố lên nhé Ping Phong, mình sẽ giúp bạn thấy đỡ hơn nè. Các bạn hãy cùng làm sạch vùng da xung quanh vết thương trước nhé. Ôi đau quá. Sạch sẽ rồi. Ồ, bạn làm tốt lắm. Cùng thoa thuốc lên nào. Vết thương sắp lành rồi nè. Hả? Cuối cùng, chúng ta hãy dán băng cá nhân lên vết thương nhé. Ping Phong, bạn thích loại băng cá nhân nào? Mình muốn cái băng có hình khủng long. Wow, Ping Phong đã khá hơn rồi. Ping Phong, tu 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 tu, giờ thì chẳng tu 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 tu, chẳng còn đau tu 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 tu, chữa xong rồi. Cảm ơn các bạn, giờ mình có thể đi chơi được rồi. Tụi mình rất vui khi Ping Phong đã cảm thấy khỏe hơn. Người thứ ba, cá mập ba, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi ho, sổ mũi, tôi đã bị cảm rồi. Ôi lạnh quá. Ồ, hình như bạn đã cảm rất nặng. Ôi không, ôi không. Achoo. Các bạn hãy cùng nhau chữa trị để cá mập ba có thể khỏe lại nhé. Hãy dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cá mập ba trước nào. Ôi không, ba đang bị sốt cao. Hãy mau hạ nhiệt độ của cá mập ba xuống nào. Ôi, chúng ta hãy xử lý nước mũi màu vàng đi nào. Quái vật nước mũi. Cùng loại bỏ quái vật nước mũi nhanh nào. Wow, quái vật nước mũi đã bị hút sạch rồi. Y tá, bạn làm tốt lắm. Cá mập ba có sao không? Các bạn cùng chữa viêm họng cho cá mập ba nhé. Ôi không, vi khuẩn xấu xa. Hãy tiêu diệt những tên vi khuẩn này bằng cách xịt thuốc nào. Vi khuẩn đã bị tiêu diệt. Cuối cùng, ba cần được tiêm một mũi thuốc nữa là xong. Y tá ơi, hãy chuẩn bị ống tiêm nào. Khoan đã, tôi nghĩ tôi khỏe hơn rồi. Đừng lo, cá mập ba nè. Bạn y tá sẽ đảm bảo mũi tiêm không đau đâu. Chỉ châm chích một tí thôi. Tí thôi nè. Wow, xong rồi nè. Hả? Không thấy đau xíu nào luôn. Mập ba tu du du tu du, giờ thì đã tu du du tu du, khỏe mạnh hơn tu du du tu du, chữa xong rồi. Tôi thấy khỏe rồi, bệnh cảm đã hết rồi. Thật vui khi thấy mọi người đã khỏe hơn. Ô, cảm ơn bác sĩ và y tá. Các bạn cảm ơn rất nhiều vì đã cùng mình chữa trị cho các bệnh nhân hôm nay. Lần sau hãy cùng mình chữa bệnh cho mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hả?
Mình nghĩ những người bạn bị bệnh đã tới rồi. Bác sĩ ơi, giúp chúng tôi với. Các bạn, cùng bắt đầu trị bệnh ngay nào. Người đầu tiên, cá mập bà, xin mời vào. Bạn bị gì đây, tại sao phải đến đây? Tôi đã lỡ ăn quá nhiều bánh xò. Ngâm ngâm, ôi bao tử của tôi. Bạn đã bị đau bao tử vì ăn quá nhiều. Ôi, 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 bao tử của tôi. Đừng lo, con sẽ giúp bà thấy khỏe trở lại. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Hãy cùng nhau giúp cá mập bà thấy khỏe trở lại nhé. Ôi, bao tử của tôi. Cố gắng nào, cá mập bà. Tụi con sẽ giúp bà chữa bệnh, sẽ đỡ ngay thôi. Cùng nhau khám bao tử cho bà nhé. Ống nghe của mình đâu rồi nhỉ? Xem nào. Trái tim thì bình thường nè. Ôi không, mình nghe thấy tiếng bụng sôi rồi nè. Không được rồi. Y tá, chuẩn bị mũi tim nào. Tim sao? Ôi trời. Đừng lo mà, sẽ không đau tí nào đâu. Sẽ nhanh thôi mà. 1, 2, 3. Ôi ôi, bà xin lỗi. Đừng lo ạ. Cuối cùng, con sẽ cho bà uống thuốc nhé. Y tá, hãy chuẩn bị thuốc bột nào. Hãy mở gói thuốc ra nào. Cẩn thận pha thuốc với nước nhé. Và... wow, thuốc đã pha xong rồi. Các bạn, chỉ uống thuốc khi được bác sĩ chỉ định thôi nhé. Và chỉ ăn một lượng vừa đủ thôi. Nhớ chưa nào? Nào, uống thuốc đi, cá mập bà. Đắng quá đi. Bao tử khỏe hơn rồi. Cá mập bà, tu 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 tu, giờ bao tử tu 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 tu, chẳng còn đau tu 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 tu, tiêu hóa hết rồi. Bà thấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn rất nhiều. Thật là nhẹ bụng. Vui quá đi. Từ giờ bà nhớ ăn chậm và nhai kỹ nhé. Xin mời người tiếp theo. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Ôi ôi, đau đau, tôi đau họng. Vậy là bạn đã ăn cá măng xương. Ôi ôi, đau ghê, đau lắm nè. Hãy cùng lấy xương cá ra nhanh nào. Hãy cùng rọi đèn pin để tìm xương cá và dùng nhíp để lấy nó ra nhé. Sẵn sàng rồi. Cá mập ong, nói a đi nào. Các bạn, hãy nhanh tay lấy những cái xương cá làm đau cá mập ong ra nào. Tìm được rồi. Từ từ thôi. Làm được rồi. Còn một cái nữa kìa. 1, 2, 3. Tìm được một cái nữa nè. Đã lấy được hết xương ra rồi. Ôi không, nhìn kìa, có nhiều vết thương quá đi. Hãy cùng thoa thuốc nào. Chậm thôi. Và cẩn thận nào. Xong rồi. Đã chữa xong rồi.
mập ong chu đu đu tu đu những xương cá chu đu đu tu đu ở hồng ong chu đu đu tu đu lấy ra rồi. Ahem, không còn đau nữa rồi. Thật may khi ông đã nhanh chóng đi tới bệnh viện. Những vết thương trong họng có thể trở nặng nếu để quá lâu đó. Cảm ơn rất nhiều. Người thứ ba, cá mập đầu búa, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Ôi ôi, tôi đã nằm vào tảng đá nè. Là con trai. Ôi ôi. Đầu bạn bị sưng to chắc rất đau. Ôi 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 ôi, rất đau. Ổn thôi. Các bạn hãy giúp cho đầu của cá mập bớt sưng nào. Đầu tiên hãy chườm đá lên chỗ bị sưng. Mình đã chuẩn bị túi đá để chườm cho bạn. Hả? Có đến 2 túi đá. Các bạn nghĩ mình nên dùng cái nào đây? Hãy dùng túi đá màu đỏ có những hoa văn đẹp kia nào. Đây. À, nóng quá. Ôi, đây là túi chườm nóng. Mình xin lỗi. Mình sẽ đổi sang túi đá lạnh ngay. Sẽ mát lạnh ngay thôi. Lạnh quá. Cố gắng một chút nha. Chỗ bị sưng đang xẹp lại rồi. Được rồi, cùng thoa thuốc lên thôi nào. Ta hãy dùng một đầu tăm bông để lấy một ít thuốc nhé. Và giờ, cẩn thận thoa thuốc lên chỗ bị sưng nè. Ow, ow, ow. Bạn dũng cảm lắm. Mình sẽ dán băng cá nhân lên vết thương. Các bạn, ta sẽ chọn hình nào nè. Hình ngôi sao lấp lánh hả? Được thôi. Rồi, bạn thấy thế nào? Hả? Mình nghĩ mình đã khá hơn rồi. Cá mập đầu búa, tu 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 tu, giờ thì đã tu 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 tu, chẳng còn đau, tu 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 tu, chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá, cảm ơn đã chữa cho mình hết đau nha. Về cẩn thận nhé mọi người, nhớ giữ sức khỏe nha. Ô, cảm ơn rất nhiều. Các bạn, lần sau hãy cùng mình chữa bệnh cho mọi người nữa nhé, được chứ? Tạm biệt. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé! Hãy tìm Pinpon trên YouTube!